sau khi mà chơi ở nhà anh Ti xong á thì giờ mấy anh em con qua chỗ đám cưới, là đám cưới con trai của ông anh của anh Ti. Thì bữa nay nghe anh Ti nói là đám cưới này một rồi, rồi, okay, okay. Một phần của anh Ti không là hết 5 bàn, còn phần còn lại của ông anh là 95 bàn. Đám cưới 100 bàn mình anh này. Ừ, giật mình á. Không có vô 5 bàn ở đây. Nhái tay.
thể quý vị, và giờ đây để không mất thời gian của quý vị nữa, thì Hoàng Vy sẽ được phép trân trọng kính mời toàn thể quý vị đang ngồi dưới bàn tiệc, chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu để dành một tràng vỗ tay thật lớn chào đón hai nhân vật chính trong buổi lễ ngày hôm nay, cùng tiến lên sân khấu ra mắt quan viên hay họ cũng như toàn thể quý vị khách quý ạ. Của gia đình thì họ nguyên rất vinh hạnh sẽ được phép thay và cho chủ hôn. Họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách quý đã không ngại đường xá xa xôi đến đây dùng bữa tiệc thân mật với gia đình và chúc phúc hạnh phúc cho đôi duyên ương. Và trong buổi tiệc có địa chỉ sơ xuất và tất cả niềm yêu thương dành cho gia đình, xin quý vị vui lòng bỏ qua cho. Mến chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và dùng bữa tiệc thật là ngon miệng ạ. Xin được phép cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, và giờ đây để khai mạc buổi tiệc cưới ngày hôm nay thì xin mời đôi biên hương chúng ta tiến đến tháp ly để tiến hành nghi thức cua rượu Saman ạ. Chiếc bánh cưới để tiến hành nghi thức cắt bánh quy nương trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay, xin mời hai bạn. Sân khấu để chứng kiến nghi thức uống rượu vô tê của đôi viên ương, và cũng sẽ được phép